Liên quan đến vụ đánh bom, công ty lữ hành Sài Gòn Tourist, đơn vị tổ chức tour, đã phối hợp với các bộ ban ngành để cung cấp thông tin và làm việc với các đối tác để tìm mọi cách ưu tiên đảm bảo an toàn và sức khỏe cho những du khách còn lại. Theo ông Nguyễn Hữu Y Yên, Tổng Giám đốc công ty lữ hành Sài Gòn Tourist, ngay sau khi nhận được thông tin, công ty đã ngay lập tức cử đoàn đầu tiên sang Ai Cập ngay trong sáng nay để trực tiếp hỗ trợ du khách. Dự kiến đoàn sẽ có mặt tại Ai Cập vào lúc 8 giờ 40 phút giờ địa phương, là khoảng 13 giờ 40 phút giờ Việt Nam, ngày 30 tháng 12. Công ty cũng đã ngay lập tức liên hệ với người nhà của du khách để chia sẻ thông tin cũng như hỗ trợ thân nhân muốn sang Ai Cập với người thân. Tất cả thân nhân của du khách muốn sang Ai Cập đều được lữ hành Sài Gòn Tourist lo toàn bộ chi phí và thủ tục cho chuyến đi. Đến 15 giờ chiều ngày 29 tháng 12, đã có 9 thân nhân của các du khách xác nhận sẽ sang Ai Cập. Trong số đó có 2 thân nhân khởi hành đi Ai Cập trong ngày 29 tháng 12 và 7 thân nhân sẽ khởi hành trong ngày mai. Chiều nay, đoàn thứ 2 gồm lãnh đạo của lữ hành Sài Gòn Tourist và Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã đáp chuyến bay lúc 15 giờ sang Ai Cập. Công ty cũng cam kết sẵn sàng làm mọi việc để có thể chia sẻ nỗi đau cùng các gia đình, phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam, Chính phủ Ai Cập để nhanh chóng đưa đoàn về Việt Nam sớm nhất có thể. Theo thông tin mới nhất, trong tổng số 15 người trong đoàn, có 7 du khách an toàn đang được bố trí ở khách sạn, 5 du khách bị thương hiện đang ở bệnh viện El Haram và 3 người tử vong.